Thùy Tiên và top 10 Miss Grand Thái Lan khiến khán giả mãn nhãn với màn trình diễn áo dài lộng lẫy. Hoa hậu Thùy Tiên cùng top 10 Miss Grand Thái Lan 2022 khiến khán giả mãn nhãn với màn trình diễn áo dài cực kỳ lộng lẫy trong buổi họp báo khởi động Miss Grand Việt Nam 2022 chiều 7 tháng 6. Chiều 7 tháng 6, tại buổi họp báo khởi động Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Thùy Tiên và top 10 Miss Grand Thái Lan 2022 đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn áo dài đầy ấn tượng và hoành tráng. Hoa hậu Thùy Tiên diện bộ áo dài khăn đóng lộng lẫy với chất liệu kim sa, cầu kỳ và tỉ mỉ. Điểm nhấn của thiết kế là phần áo choàng mô phỏng một chú chim lộng lẫy và kiêu sa khiến khán giả choáng ngợp. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Enfa Wahara trình diễn áo dài khăn đóng màu cực phẩm với phần tà lộng lẫy. Nhan sắc kiều diễm xinh đẹp của Enfa Wahara khiến khán giả cổ vũ cho cô rất nhiệt tình. Á hậu một Miss Grand Thái Lan khiến khán giả mãn nhãn với những bước đi điêu luyện. Các nàng hậu Hòa bình Thái Lan khoe nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng khi diện áo dài cách tân. Những trang phục áo dài độc đáo vừa mang nét đẹp hiện đại vừa mang nét đẹp cổ trang khiến các người đẹp cuốn hút trên sân khấu. Những thiết kế rực rỡ lộng lẫy được các mỹ nhân xứ Chùa Vàng trình diễn ấn tượng. Vốn bước ra từ cuộc thi đề cao kỹ năng trình diễn như Miss Grand nên hầu hết các người đẹp đều có khả năng cát quốc điêu luyện ấn tượng. Sự xuất hiện của các mỹ nhân Thái Lan trong trang phục áo dài đã khiến cho sân khấu bùng nổ. Các đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand trước đó cũng xuất hiện và trình diễn trên sân khấu. Á hậu Kiều Loan diện lộng lẫy với bộ áo dài có thiết kế độc đáo. Á hậu Ngọc Thảo trình diễn bộ áo dài có phần tròn bay bổng.